Guys, you ready to go look at some houses today? Let's go! Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái walkthrough video của cái floor plan Mansfield của khu Belmore Park by Province Group. So, hope you guys enjoy. Let's come on in. Alright, khi các bạn mới bước vô nhà, cái đầu tiên mình phải coi là cái nhà nó có welcoming không, nó có warmth. Cái feel rất là quan trọng. Mình đi coi nhà không phải là physically mình có mắt mình coi, mà nhiều lúc mình phải feel được. Các bạn dòm thấy đây, view bước vô nhà nó rất là welcoming. Nó rất là nó chào mừng mình vô nhà, thì cái nhà của mình mà. Thì các bạn thấy đây, cái floor plan này nó rất là open, nhìn từ cái family room của mình, bên kia có sun room và đây nó vô kitchen. Thì các bạn qua đây thấy cái kitchen này rất là đẹp. I know mấy chị sẽ rất là thích, tại vì cái trend bây giờ các bạn thấy đây là white cabinets and gray, cái màu nó rất là modern và rất là trendy. Nhưng mà đừng có quên nha, nhất là thời coronavirus này, lúc nào mình cũng phải rửa tay. Thì các bạn nhớ rửa tay nha. Thì dòm đây, cái sink đây nó cũng nằm ở giữa cái nhà, thì nó rất là sáng sủa. Mà mình đứng tới đây mình nấu ăn, mình vẫn dòm thấy được là giống như người coi TV bên đó, hay là con cái mình học bài hay chơi. Thì this is the main feature of the neighbor of the house, and mình rất là thích cái floor plan giống vậy. Thì cái mẫu Mansfield này các bạn cũng thấy là tất cả phòng ngủ đều ở trên lầu hết, nhưng mà cái nhà này cái floor plan mình rất là thích là nó có cái loft ở đây. So các bạn biết mà, cái loft thì đối với mình rất là thích, là giống như lầu ở dưới của mình thì mình có khách bạn bè rồi dưới thì mình tiếp khách, nhưng mà trên này thì cái chỗ personal của gia đình của mình thì mình rất là thích cái loft giống vậy. Giống như gia đình mình tối về coi TV ở đây together, hoặc là con cái làm homework ở đây, thì cái personal space thì rất là thích. Bởi vì cái nhà, những cái nhà mẫu sau này nó làm có cái loft á, mình rất là thích. Rồi, mời các bạn vào cái phòng master của các bạn đây. Các bạn dòm thấy master rất là rộng, and of course this is where all the magic happens. So các bạn phải nhìn thấy nó cái tray ceiling rất là cao, và nhìn thấy cái sitting room của này, thì sitting room mình rất là thích. Thì các bạn nhớ cái ở dưới lầu á, mình là có cái sun room, trên lầu nó có cái sitting room, thì nó sẽ bring in a lot of natural light from master của mình. Thì những cái feature này mình rất là thích, tại vì nó là option cho mình build. Nhưng mà mình personally nghĩ là ai vô cái nhà này rồi sẽ spend the money để build cái sitting room giống vậy. Wow, các bạn thấy không? Cái master bathroom rất là đẹp. Nó feature những cái white corks, gray cabinets, and mình thấy cái flooring nó làm rất là sáng. So this is beautiful. Oh, bạn nên nhớ nha, mỗi lần tới nhà thời coronavirus là lúc nào cũng phải rửa tay nha. Nhưng mà cái nhà này nó được, bạn thấy không, là nó có hai cái sink separately. Ở nhà bà xã mình cứ la hoài, mỗi lần xài với nhau thà cái trong này nó dễ hơn không. See, this is her, she has her own sink, she has her own little makeup area, and guess what, mine is over here. So guys, I know you will like that, or ladies, you will love that, right? Because hey, his space is over here. Even though các bạn biết bây giờ những cái build nó mới, nó build á, cái tub á là optional, nhưng mà personally mình rất là thích tub. Tại mình đi làm về mệt mỏi gì đó, mình đổ nước lên cho ngồi đây tắm, ngồi uống ly rượu nữa, thật rất là thoải mái để rejuvenate, để mình tiếp tục ngày mai mình làm tiếp tục, đúng không? Mà các bạn coi cái tub này nó rất là deep, bỏ 2-3 người vô đây cũng được nữa, đúng không? Of course, có nào lúc nào có cái frameless shower like this is always beautiful, right? Rất là sáng sủa, các bạn thấy không? Nó rất là rộng nữa. Cái này mình thích, rất là thích nè. Nó bỏ cái bench trong này nữa. So, mình ngồi đây. So, well done, well designed, I love it. Cái mẫu nhà mà nó build giống vậy mình rất là thích. Cái bathroom mà nó có separations, have your deep tub, and then you have your stand-up shower like this. I mean, I personally would love to own a bathroom like this. Rồi, các bạn thấy không? Đây là cái secondary bedroom cho con cái của mình, nhưng mà rất là rộng, cửa sổ rất là nhiều. Mà được một cái nữa là các bạn thấy không? Đây cái secondary bedroom mà có closet rất là rộng. Pretty good size. Và đây, nó được cái là bây giờ, nhất là những cái nhà design như vậy, nó có cái jack and jill. Personally mình rất là thích cái này. Tại vì giống như mình vô đây thì phòng bên này thì được dùng cái sink ở đây, các bạn thấy không? So when you walk in thì cái bathroom này, cái sink này thì cho phòng bên này, nhưng mà cái tub này thì mình share giữa hai phòng, đúng không? Rồi mình có cái toilet với lại cái tub thì nó share, nhưng mà qua bên này thì cái sink bên này là cho cái phòng bên này. Bởi vì mình rất là thích. So cái jack and jill là cái feature mà mình nghĩ là những ai có con cái ấy, rất là thích. Tại vì nó có keep separation, nó sẽ rẻ tiền hơn là mình build separate bathroom. Nhưng mà cái convenience factor nó rất là good. So again, this is the other secondary bedroom.
phòng rất là ceiling cũng cao, and cái màu sáng nó làm sẽ bring out cái phòng rất là nhiều. Pretty good size, bỏ cái queen size bed đây mình nghĩ vẫn fit. Các bạn nhớ nha, nhà này rất là đẹp. Nếu ai muốn có nhu cầu muốn coi nhà này hãy gọi mình nha. I'm ready to show you this house anytime.